mây nào không bay theo cơn gió. Gió đưa mây mãi không bay thôi thì gió đi. Ok, kia sẽ đặt hàng thử xem sản phẩm này xài thực tế như thế nào. Kiên sẽ thử hâm nóng nước ở nhiệt độ bình thường. Nhiệt độ của nước đo được bây giờ là 30 độ C. Bây giờ Kiên sẽ bấm đồng hồ, chờ sau 1 tiếng xem. Nước bây giờ là gần 50 độ C. Và Kiên cũng thử trên hộp sữa tươi. Sau 1 tiếng đồng hồ thì nhiệt độ sữa tăng lên gần 70 độ C.